Bản Suối Thín chỉ cách trung tâm xã Trường Sơn chừng hơn 8 km nhưng phải mất hơn 2 giờ di chuyển bà con mới đến được xã. Mỗi mùa mưa bão về, con đường vào bản Suối Thín trở nên xa xôi cách trở do đường đất trơn trượt gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Cuộc sống của bà con nơi đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bao năm nay, con đường vào bản Suối Thín vẫn gập ghềnh như thế. Cuộc sống của 78 hộ dân ở đây không có mấy đổi thay. Đến nay, bản còn hơn 3 km đường đất. Nắng thì bụi bẩn, mưa trơn trượt. Phương tiện đến bản chỉ có xe máy. Nhưng đi xe máy trên đoạn đường này cũng giống như đi trên tấm băng mỏng, vô cùng khó khăn và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Đường này nếu mà mưa gió thế này thì mình đi xe cũng rất là hỏng và dù chở ô tô hay là cái gì không lấy được cho bà con thì có lúc mình muốn chuyển hàng hóa đi mà chuyển ngô hay chuyển sắn gì đấy bán thì nó rất khó, nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân. Nếu mà nắng thì bình thường mưa thì con cái đi học rất là vất vả, không đưa được con đi xe, toàn là đi bộ. Con thì từ 5 đến 10 tuổi là tự khoác gạo xuống bản mới này đi học trời mưa. Con là một nơi mẹ một nơi thì rất là vất vả, thương các cháu. Là tại vì là mưa cái đường là rất là khó khăn. Bản Suối Thín có 100% đồng bào dân tộc Mông, sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, nhưng nông sản làm ra không thể vận chuyển đi bán. Có thời điểm thu hoạch đúng vào mùa mưa, bà con phải đợi cả tháng mà vẫn chưa mang đi tiêu thụ được. Nông sản vì thế cũng bị hỏng hoặc kém chất lượng. Chính bởi vậy, tỷ lệ hộ nghèo ở bản vẫn cao, cuộc sống chồng chất những khó khăn. Mặc dù cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã đã có nhiều nỗ lực kêu gọi đầu tư làm đường bê tông cho bà con, nhưng vẫn chưa đủ nguồn lực để hoàn thiện. Để mà đóng góp được thì cái khả năng mà đóng góp thì rất là thấp, vì là trên này thì là hộ nghèo cũng rất là đông. Hộ nghèo là 26 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo và tổng dân là 78 hộ. Với sự mong mỏi của bà con thì bà con cũng mong muốn rằng là nhà nước hỗ trợ và quyên góp từ các nhà hảo tâm để giúp bà con làm cái con đường này để bà con đi lại dễ dàng trong cái việc mà phát triển kinh tế cũng như là đưa đón con em đi học. Trong 5 năm qua thì xã Hương Sơn đã làm hơn 40 km đường bê tông rồi. Thì đương nhiên là nhân dân các bản cũng đã làm cùng nội lực mình làm ở bản mình rồi. Đến khi bây giờ hỗ trợ bản Suối Thín, đấy là một cái rất vất vả chúng tôi. Thì chúng tôi rất là mong muốn huyện cùng với các nguồn khác để hỗ trợ làm sao để nhân dân làm được cái tuyến đường đấy. Bao đời nay, người dân bản Suối Thín vẫn sinh sống, sản xuất ở khu bản cũ, gắn liền với họ là những khó khăn thiếu thốn. Chỉ khi con đường đến bản được đầu tư đồng bộ thì người dân mới có thể hy vọng về cuộc sống mới tốt đẹp hơn.